Kính chào quý bà con, thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật đầu giờ chiều ngày hôm nay, giá mít có tăng, kênh cập nhật liền để bà con tiện tham khảo. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 25, mít nhì 15, mít 3 6.000 và mít chợ 3.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất 24, mít nhì 14, mít 3 là 5.000, mít chợ là 3.000. Khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 23, mít nhì 13, mít 3 4.000, mít chợ 3.000. Ở Vĩnh Long và Trà Vinh, mít nhất 23, mít nhì 13, mít 3 4.000, mít chợ 3.000. Tại khu vực Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 7.000, mít nhì 3.000 và mít chợ 2.000. Khu vực Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất 8.000, mít nhì 4.000, mít chợ 2.000. Ở khu vực Tây Nguyên, mít nhất 6.000, mít nhì 3.000 và mít chợ 2.000. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.